Xin chào tất cả các bạn, video ngày hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh cái cốc trà sữa để gửi đến tất cả các bạn. Và các bạn đừng quên để cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.